tay như mũi ra thì nó mắc hiểu rồi. Con xé được mà. Xé được. Xé được nhưng mà tay con hơi yếu. Những cái mực thì không xé được. Đấy, nó sẽ lắp từng đây đó các bạn. Và sẽ tự dân nó có kết cả cái này, cái này, cái này. Thì mình sẽ bóc cái túi này ra. Để nó không có nhá. Cái này là có 6/24. Trong đây cũng có 6/24 nhá. Mình sẽ lấy nó ra. Mình sẽ lấy ra. Còn mấy bịch kia thì mình kiểu gì cũng lâu lắm. Kỹ vào voi. Đây. Thế thì có mà rơi. Đây là một bịch đây các bạn. Đây à. Đây à, các bạn nhìn này. Đấy. Và bước đầu tiên là nó sẽ lắp ở trên này. Các bạn ơi, sau khi mình lắp xong nó sẽ ra như thế này nhá. Tận 3 ngày mình mới lắp xong cơ. Đây này, thành quả mình đây. Giá đơ có chữ Titanic. Tờ y tờ A N I cờ các bạn ạ. Đấy chữ đấy. Ở đây có 2 người nha các bạn. Đấy. Có cả mấy cái trần cứu hộ ở đây này, đẹp chưa? Mình tưởng cái các bạn mình thấy các bạn nhá. Các bạn ơi, mình tưởng mấy cái này to nhưng mà ít hơn ít người. Ừ, trên tàu Titanic có 81 người mà sao lại có 2 người? Chắc là người 2 nhân vật chính còn. 2 nhân vật chính. Hay nhá. Đây nhá, cái thuyền nó nhỏ như thế này mà cái con người nó to hơn cái thuyền. Thuyền này à? Thuyền này. Đây. Đây, người còn to hơn cả ông khói rồi các bạn nhìn này. Đấy là mô hình con. Mô hình đấy. Đấy các bạn. Tách đôi đường này các bạn. Thế là khi mà thuyền đâm vào tảng băng trôi ấy, thì sẽ tảng nứt ra. Đấy nhá các bạn, ở đây có một cái đường nứt nhá, các bạn có thể nhìn thấy. Nhá, các bạn này, 1, 2, 3, 4, cái thứ 2, bạn chỉ cần nhấc nó lên thôi. Ra một cái phòng luôn. Đấy, ở bên trong đây là một cái bức tranh nhá các bạn. Đấy, có cả bàn, giường, ghế, giường đầy. Để đủ các thứ nhá, tranh các thứ nhá, ngủ được luôn. Đấy, đây cái thứ hai. Và đây. Kệ này lỏng. Và đây này. Có cả trong chóng tre trong Nobita đấy, trong nhóm trẻ để với các bạn ạ. Và có hai cái cảng. Đấy nhá, đằng xong có một cái cảng. Đấy là cái mỏ neo. Mỏ neo. Đây. Và nó có cả dây nữa các bạn nhá. Đây là dây này, dây này, dài 100cm này. Đây là 45cm này. Mình mới nhỡ cắt ra tàu nó có bị làm sao.
Ừ, với lại nhá, nó có hai lá cờ à? Chiều dài mới hiểu con. Lá cờ gì? Chiều dài là chiều dài là 60 cm và cao 30. Chiều rộng thì mình chưa tính được nhé. Mình xem. Chắc chỉ là 10 cm thôi, hay là 5, 10 hay là 7, 7 cm gì đó. Mình chưa biết. Đấy. Đây này. Lá cờ màu xanh, màu đỏ. Đấy, các bạn này nhìn nhá. Đây thực ra cái kiếm của hải tặc đấy các bạn ạ, nhìn này, nhìn giống cực kỳ, người ta làm tượng trưng cho cái lá cờ ấy. Đấy, đang lơ lửng trên không trung. Đấy, cháu chống che, cháu chống che cực kỳ. Đấy, nếu các bạn thấy video này hay thì cho mình một nút like, nút subscribe và ủng hộ cho mình làm thêm mấy video mới nhé. Còn đây, bye bye. Bye. Chu chu.